Việt Nam và Ukraine là hai dân tộc có nhiều điểm tương đồng. Cả hai được chia sẻ biên giới với một siêu cường bá đạo nuôi mộng bá quyền. Cả hai đều có một nền văn hiến lâu đời và bất khuất. Ukraine đang bị cường địch Bắc phương dày xéo non sông. Tuy nhiên, khi nhìn tổng thể lịch sử của hai dân tộc, thì Việt Nam với bàn tay sắt của Đảng Cộng sản Việt Nam còn bất hạnh hơn Ukraine nhiều. Mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Việt Nam và Ukraine, dân tộc nào bất hạnh hơn, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của hôm nay. Kính thưa quý thính giả, từ ngày 24 tháng 2 vừa qua, toàn thể nhân loại văn minh, trừ một số ít quốc gia trên thế giới, trong đó có Cộng sản Trung Quốc và đàn em là Cộng sản Việt Nam, không ngừng lo lắng cho số mệnh của nhân dân Ukraine, khi nhà độc tài Vladimir Putin xua gần 200.000 quân với sự yểm trợ của hàng ngàn xe tăng, thiết giáp, trọng pháo, hỏa tiễn tầm xa, chiến đấu cơ và chiến hạm, tiến chiếm lãnh thổ của Ukraine trên ba mặt trận. 1. Miền Bắc tấn công thủ đô Kiev với mục tiêu lật đổ chính quyền dân chủ thân Tây Phương của Tổng thống Volodymyr Zelensky, thành lập một chính quyền bù nhìn thân Liên bang Nga. 2. Miền Đông tiến chiếm các trung tâm kỹ nghệ quan trọng. 3. Miền Nam hầu tạo ra một hành lang bao gồm các vùng Crimea, Donetsk, Luhansk và cả Odessa, hầu ngăn chặn thông lộ ra biển Hắc Hải của Ukraine. Mục tiêu chiến lược trên là chia cắt, hầu sáp nhập lãnh thổ Ukraine và biến nước này thành một chư hầu hoặc một cộng hòa của Liên bang Nga như trong thời Liên bang Xô Viết. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, những cuộc xâm lăng tương tự từ phương Bắc đã thường xuyên xảy ra. Gần đây nhất là cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 đẫm máu, khi Cộng sản Trung Quốc xâm lăng Việt Nam dưới sự điều hướng của Đặng Tiểu Bình. Sự thật khách quan là cả hai dân tộc Việt và Ukraine đều bất hạnh. Câu hỏi là dân tộc nào bất hạnh hơn? Nhìn bề mặt thì rõ ràng là dân tộc Ukraine bất hạnh hơn vì các lý do sau đây. Trước hết, Ukraine có một nền văn hóa dân tộc lâu đời, nhưng luôn bị Nga sa hoàng, và sau đó bị Liên bang Xô Viết thống trị. Chính vì thế Ukraine chỉ chính thức trở thành một quốc gia độc lập từ năm 1991, với sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết. Các quốc gia Baltic nhỏ hơn như Latvia, Estonia và Lithuania sau năm 1991 đã nhanh chóng tách rời khỏi quỹ đạo của Liên bang Nga, gia nhập khối Liên hiệp Âu Châu và NATO, trở thành những quốc gia phát triển và được sự bảo đảm quân sự. Ngược lại, giới lãnh đạo thời đó của Ukraine lại chọn lựa gắn liền số phận với Liên bang Nga, giải giới võ khí nguyên tử và dung túng cho tham nhũng tràn lan trong hệ thống chính quyền. Liên bang Nga, dưới sự lãnh đạo của nhà độc tài Putin năm 2014, đã một lần xâm chiếm lãnh thổ của Ukraine tại bán đảo Crimea, các vùng Donetsk và Luhansk. Trong cuộc chiến năm nay, tuy quân đội và nhân dân Ukraine chiến đấu anh dũng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Zelensky và được toàn thể nhân loại văn minh ngưỡng mộ, nhưng sự tàn phá trên quê hương của họ vô cùng lớn lao. Ngoài những tổn thất về vật chất, những tổn thất về nhân mạng và tinh thần làm toàn thể nhân loại phải rơi nước mắt. Như thế, tại sao khi so sánh với Ukraine thì dân tộc Việt Nam vẫn bất hạnh hơn nhiều? Trước hết, tuy thế hệ lãnh đạo hậu Liên bang Xô Viết của Ukraine vào các thập niên 90 thiếu sáng suốt, nhưng Ukraine luôn là một quốc gia trên đà chuyển tiếp dân chủ. Từ ngày độc lập cho đến nay, Ukraine
trải qua rất nhiều sóng gió trong tiến trình dân chủ hóa. Họ đã kinh qua những cuộc bầu cử đa đảng, nhưng nhiều gian lận giữa hai khuynh hướng chính trị thân Nga, như cựu Tổng thống Yanukovych, và thân Tây Phương, như cựu Tổng thống Yushchenko, cuộc cách mạng da cam Orange Revolution năm 2004. Sự tương tranh khốc liệt giữa hai phe thân Nga và thân Tây Phương, và vấn đề tham nhũng tràn lan trong xã hội. Cuối cùng thì tiến trình dân chủ hóa ngày càng ổn định, với sự lật đổ Yanukovych năm 2015 và sự đắc cử của đương kim Tổng thống Zelensky năm 2019. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Zelensky, Ukraine quyết tâm chuyển hướng định mệnh dân tộc về phía Tây Phương, tận diệt tham nhũng, canh tân quân đội và hoàn thiện các định chế dân chủ. Trong khi đó, tuy bề mặt có vẻ ổn định, nhưng tiến trình dân chủ hóa Việt Nam hoàn toàn đình động. Những tiến bộ về định chế dân chủ, phôi thai và xã hội dân sự tại miền Nam hoàn toàn bị Cộng sản Việt Nam dập tắt sau năm 1975. Mọi đối lập, tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền bị đàn áp và tù đày triệt để. Khác biệt giữa Ukraine và Việt Nam là, tuy có những bất ổn bề mặt về chính trị, nhưng những bất ổn đó đưa đến sự ổn định chân chính trong một trật tự dân chủ nghiêm túc tại Ukraine. Chính phủ của Tổng thống Zelensky và Quốc hội dân cử của họ thực sự là của dân, do dân và vì dân, không phải đảng cử dân bầu như tại Việt Nam. Đó là chưa kể đường lối ngoại giao của Cộng sản Việt Nam, đi ngược với lòng dân và luôn đứng về phe các chế độ độc tài, từ Liên bang Nga đến Cộng sản Trung Quốc, Cộng sản Bắc Hàn và Iran, vốn là những chế độ đại diện cho tội ác của nhân loại. Chính vì thế, khi bị ngoại xâm từ phương Bắc, thì Tổng thống Zelensky đã có thể huy động không những toàn dân Ukraine trong nước từ phe chính phủ đến phe đối lập, mà họ được cả thế giới ủng hộ. Trong hoàn cảnh tương tự, Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn toàn bị cô lập. Lý do dễ hiểu là vì Đảng Cộng sản Việt Nam là đàn em trung thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã vay nợ quá nhiều trong suốt chiều dài lịch sử từ đàn anh bá đạo này. Đảng Cộng sản Việt Nam chính là nội thù mà Cộng sản Trung Quốc gài đặt trong lòng dân tộc. Dân tộc Việt bất hạnh hơn Ukraine, chính vì chưa diệt được nội thù, thì làm sao chống lại được ngoại xâm, một khi Cộng sản Trung Quốc tấn công? Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.